Thì tuy nhiên hiện nay thì các đối tượng lại nhắm đến cái tài khoản tức là cái thẻ đó là thẻ tiến dụng thì cái thẻ tiến dụng này nó có một cái đặc điểm rất thuận lợi cho người uh, sử dụng đó chính là uh, tuy rằng chưa có tiền trong tài khoản nhưng khi đã đăng ký một cái hạn mức nhất định đối với ngân hàng thì họ sẽ được phép là sử dụng theo kiểu là vay vay trước rồi là trả sau và với cái, cái 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 cách làm này thì thông thường là nếu để mà rút được thành tiền mặt thì sẽ phải đến ngân hàng hoặc là các cái địa điểm mà cái ngân hàng mà mình đăng ký đó để lựa chọn tuy nhiên thì các đối tượng này thì lại đánh vào một cái tâm lý là thứ nhất là họ những cái người sử dụng thẻ muốn tiết kiệm thời gian thứ hai là nếu như không muốn không rút tiền thì sẽ chỉ có thể tiêu bằng cách là mua sắm online thôi hoặc là quay thẻ thì vấn đề này là rất nhiều người đang trong tình trạng là khó khăn về mặt tài chính, họ muốn có tiền mặt thì các đối tượng này đã dụ dỗ bằng cách là sẽ đưa cho họ cái tiền hỗ trợ đóng vai là cái nhân viên ngân hàng để mà hỗ trợ họ trong vấn đề là chuyển các cái thẻ tín dụng này ra cái tiền mặt để từ đó họ tiêu. Thì khi mà đưa ra những cái siêu thức đấy thì nghe rất là hấp dẫn và vay trong một cái khoảng thời gian khoảng tầm 30 đến 40 ngày gì đó và lãi suất thì bằng 0% thì chính vì điều này mà rất nhiều người thấy rằng à cũng không mất gì cả Thì tuy nhiên cái mất ở đây ấy, đó chính là việc là khi các đối tượng đưa ra yêu cầu đó mà được sự chấp nhận Thì những người này phải cung cấp à, những cái mật khẩu cung cấp những cái mã thẻ rồi những cái mã bảo mật vân vân thì chính cái điều này các đối tượng sẽ khi đã chiếm đoạt được cái cái thông tin này chúng sẽ giúp toàn bộ cái số tiền hoặc là tiêu bằng cái hình thức mua sắm online hoặc là chuyển vào ví điện tử vân vân với cái số tiền trong cái hạn mức mà cái chủ thẻ tài khoản này đã đăng ký và đương nhiên là họ sẽ phải chịu trách nhiệm trong vấn đề là trả nợ ngân hàng với số tiền đó